Đây là hình ảnh một ở cái bức tường ở thiền viện Biên Đạo. Và bên ngoài này á, là bà con thấy có bốn câu thơ ha, bốn câu thơ căng lên trên một cái tấm vải bạt đó. Để tôi đọc bốn câu thơ này lên ha. Tri ơn Phật tử bốn phương, kẻ công người của tình thương góp vào, dù cho đời bấy lao đao, Vu Lan thắng hội hẹn nhau tương phùng. Đó, cái câu thơ phải nói rằng là rất hay đúng không? Câu thơ rất hay. Câu này người ta bảo rằng là thầy Minh Đạo hẹn lễ Vu Lan sẽ gặp mọi người. Đó, bởi vì thầy bị một cái án kỷ luật, chắc bà con biết rồi, à, thì phải là thiền định. Đó. Và đến ngày hôm nay là hình như là tôi chưa nắm rõ thông tin, nhưng mà cái câu thơ này, cái bản này là làm cách đây hai ba ngày rồi, thì có lẽ hôm nay hoặc là ngày mai là thầy trở lại cuộc sống Phật sự bình thường đó của một tu sĩ, và thầy thông báo với mọi người bằng bốn cái câu thơ này đó. Và đây chúng ta xem một vài cái hình ảnh ở thiền viện Minh Đạo ha. Đây, à, đây tôi mượn ở trên một cái kênh của một người họ xuống ở dưới thiền viện Minh Đạo để là họ quay. Thì ở đây đang tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng 7 ha. Và chúng ta trở lại cái ngày, những ngày cuối tháng 5 vừa rồi, tức là cách đây 2 tháng. Ở đây có cái thư mời họp. Vào cái lúc đó là thầy Minh Đạo đã phát biểu một số điều về thầy Minh Tuệ, ủng hộ thầy Minh Tuệ, ca ngợi thầy Minh Tuệ. Và sau đó là bị giáo hội gây khó dễ. Và có cái thư mời họp này ha, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Vị sự Văn phòng 2. Đó. Ở đây chúng ta đọc lại một đoạn. Thư mời họp thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời tu sĩ Thích Minh Đạo. Hồi đó là tôi đã phân tích là cái dòng chữ tu sĩ này rồi. Một cái dòng chữ phải nói rằng là rất là tôi không biết dùng cái từ gì, nhưng mà dòng chữ này không thể chấp nhận được, không thể dùng chữ tu sĩ Thích Minh Đạo được. À, phải dùng chữ là Thượng Tọa Thích Minh Đạo. Ở đây là Ba Trợn, dòng chữ Ba Trợn. À, vì tu sĩ là cái danh từ chung. À, thí dụ như người ta nói giới tu sĩ, thấy không? Chứ không ai đi mời mà mời tu sĩ Thích Chân Quang cả, không ai mời là như thế. Nhưng mà ở đây mời tu sĩ Thích Minh Đạo là cái kiểu kiểu Ba Trợn, dằn mặt một vị thượng tọa, bày tỏ sự ủng hộ đối với thầy Minh Tuệ, thấy không? À, mỗi kiểu dằn mặt Ba Trợn. Lý do trao đổi công tác Phật sự có liên quan đến việc thuyết giảng thiếu chuẩn mực của tu sĩ Thích Nhuận Đức và Thích Minh Đạo. Ông Thích Nhuận Đức thì là chúng ta không nói rồi, nhưng mà ở đây là văn phòng 2 này đã gộp gộp hai trường hợp này là một. Đó. Thời gian 7:30 ngày 4 tháng 6 2024. Thành phần tham dự: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đại diện Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương, tùm lum tà la, Ban lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đại diện hệ phái Khất sĩ, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và tu sĩ Thích Nhuận Đức và Thích Minh Đạo. À, dùng từ rất Ba Trợn. À, vì tính chất quan trọng phải họp, kính mong chư tôn đức hoan hỷ có mặt đầy đủ để tham dự phiên họp theo thời gian và địa điểm trên. Thì sau phiên họp này thì thầy Minh Đạo đã bị kỷ luật, và thầy không được thuyết giảng, không được
làm những công tác Phật sự ở chùa trong một thời gian. Và hình như đến ngày hôm qua hoặc là hôm nay gì đó là thầy đã mãn hạn kỷ luật và thầy trở về. Đã, thầy trở về ở Thiền viện Minh Đạo. Ở đây chúng ta cũng xem lại cái thông tin trên trang web giáo hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Đây, Ban Thường trực Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ họp giải quyết về phát ngôn của Thượng tọa Thích Minh Đạo. Đó, thấy không? Hồi đó là Ban Trị sự thị xã họp đó. Đấy. Nói chung hồi đó làm lớn chuyện lắm. Chỉ khen thầy Minh Tuệ có hai ba câu gì đó thôi. À, mà làm rất là lớn chuyện. Đấy, làm báo cáo đồ là kín gửi Ban Trị sự đồ này kia kìa nọ. Thấy không? Đó. Trong khi ông Thích Chân Quang ông làm là coi như là ông gây ra biết bao nhiêu cái hệ lụy thì không có kỷ luật cái đồ gì, đến lúc mà mạng xã hội rầm lên, thấy không? Rồi thì là báo chí vào cuộc thì mới làm một cái là kỷ luật theo kiểu giả vờ. Còn ở đây chỉ mỗi một cái chuyện là coi như khen thầy Minh Tuệ thôi. À, mà coi như đã làm cực kỳ căng thẳng, làm từ dưới cơ sở làm lên đấy bà con, làm từ dưới cơ sở làm lên, chỉ đạo trên, chỉ đạo xuống dưới, rồi dưới làm báo cáo lên trên, kinh không? À, làm báo cáo lên trên đấy, dưới thị xã Phú Mỹ làm báo cáo lên cho tỉnh hội, được không? Đây đó. Kính thưa quý ban, Thường trực Ban Trị sự thị xã Phú Mỹ nhận được sự chỉ đạo gấp của Ban Trị sự tỉnh vào ngày 16 tháng 5 2024, gấp luôn mới ghê chứ. Về việc Thượng tọa Thích Minh Đạo có lời phát biểu thay mặt cho Phật giáo tán dương người có tên Minh Tuệ trên mạng TikTok. À, có thay mặt cho Phật giáo cái gì đâu. À, mà một cái thượng tọa người ta trụ trì một cái ngôi chùa thì người ta nói nhân dân một tu sĩ Phật giáo. À, chứ có phải bao giờ thay mặt cho giáo hội kia thì mới là vấn đề. Thấy không? Chứ còn nhân dân một tu sĩ Phật giáo thì chả có vấn đề gì phải làm lớn chuyện ở cái chỗ này. Anh bà con thấy ghê gớm không? À, cực kỳ ghê gớm. Đấy, rồi làm, ôi trời ơi. Thấy không? Đó. Mà nếu có khen khen ông Thích Minh Tuệ chăng nữa, khen người có tên là Minh Tuệ thì cũng đâu có cái vi phạm gì mà gọi là ghê gớm đến mức độ như thế này. Thấy không? Ủa? Đâu có gì ghê gớm đâu. À, ông Thích Minh Tuệ cũng là một tu sĩ Phật giáo, tu theo 13 hạnh Đầu Đà. Khen ổng thì có tội à? Hay là sao? Hay vi phạm cái gì kinh dị không? Ghê gớm không? Mà phải là họp đồ gấp đồ này kia kìa nọ. Thấy không? Đó. Đấy, báo cáo, báo chồn đồ, đủ thứ, chuyện lung tung, men lên hết. À, chứng tỏ rằng là kỳ thị nặng nề của giáo hội. Quyết dập. Thấy không? Quyết dập. Đó, thì đây là chuyện cũ. Nhưng mà dù sao thì hôm nay thì đã hết cái thời hạn mà gọi là cái thời hạn đi rồi ha. Thì chúng ta chờ xem thầy Minh Đạo trở về như thế nào. Và có lẽ bà con Phật tử ở tu viện Minh Đạo cũng đang trông chờ thầy. Và cái câu thơ này tôi xin đọc để làm cái kết cũng rất hay. Tri ơn Phật tử bốn phương, kẻ công người của tình thương góp vào, dù cho đời bấy lao đao, vu lan thắng hội, hẹn nhau tương phùng. Rất là hay.